Hello, em Trang Vọng Hoàn bên Tượng Gỗ Sửa Vườn Hồng xin gửi đến chào toàn thể anh chị và các bác đang có mặt trong video ngày hôm nay. Và đến với cả video ngày hôm nay thì bên em mới hoàn thiện xong đó là 4 mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc được bên em chế tác trên cái dòng gỗ rất là quý hiếm. Và nếu như mà anh chị đã tìm hiểu và đã sở hữu cho mình những cái khối gỗ này thì chắc chắn là các bác nhà mình cũng có thể cảm nhận được cái mùi hương thơm vô cùng là ngọt ngào, sang trọng và cũng được quý phái. Nói đến đây thôi thì chắc chắn là các bác mình cũng đã biết đây là dòng gỗ gì đúng không ạ? Và đây là dòng gỗ như ngọc hào vô cùng là giá trị. Và trước mắt anh chị và các bạn là mình cũng đang được nhìn ngắm đó là hai mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc với dáng thế ngồi và hai mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc với dáng thế đứng, để các bác mình có thể tham khảo chọn một trong bốn tác phẩm làm sao để kê trong không gian của nhà mình phù hợp nhất, sang trọng nhất và cũng như là giá trị nhất các bác nhá. Và đến với tác phẩm mang mã số 01 ngài Phật Di Lặc với dáng thế ngồi trên một bao tiền vàng đục nhất phúc, với dáng thế ngồi của ngài rất là ung dung, an yên và tự tại. Và tổng chiều cao cho mỗi tác phẩm này là 45, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 29. Em trai đang giao lưu tác phẩm này với mức giá chỉ là 13.500.000 đồng thôi. Và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Như anh chị đang được nhìn thấy đây, hình tượng của ngài Phật Di Lặc đang ngồi trên một bao tiền vàng với dáng thế ung dung, an yên và tự tại. Kèm thêm đó là một em nhỏ tiểu đồng nhất phúc và có cả thêm một linh vật thiềm thừ. Thiềm thừ thì có ba chân để làm gì ạ? Đứng đầu trong chiêu hút tài lộc, siêu tài hút lộc về cho gia chủ. Và phía dưới đó là một bao tiền vàng chứa đựng đầy ắp những đồng tiền vàng của cải cho chủ nhà mình, mong muốn là mang lại tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, và đặc biệt hơn nữa là mang lại nhiều tài lộc và vinh hoa phú quý cho gia đình nhà mình. Và tác phẩm này em đang giao lưu với mức giá chỉ là 13.500.000 đồng thôi. Anh chị có thể nhìn ngắm kỹ tác phẩm, và nếu như muốn nhìn ngắm cả phía sau tứ diện của mỗi tác phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho bọn em đầu số 0789336318, đó là số điện thoại của em trai Phạm Hoàn, hoặc 0981336318, đó là số điện thoại của em trai Cường các bạn nhá. Và đây, cái phần gợi những ý là bên em cũng đục liền và kênh hẳn ra, nhìn rất là kênh bong, sắc nét tỉ mỉ. Và trên cái phần đầu của gợi những ý này và cũng như là phần giữa thì bên em có gắn thêm cái viên ngọc màu xanh tôn lên và cũng như là làm cho tác phẩm này sáng hơn rất là nhiều. Và 13 triệu đồng thôi là các bạn mình cũng có thể sở hữu tác phẩm này rồi. Và qua tác phẩm mang mã số 01 thì chúng ta sẽ đến một mẫu tác phẩm mang mã số 02. Tác phẩm này thì bên em đục cải cách đi và cũng như là làm cho tác phẩm này thêm một chút nghệ thuật và cũng như chân thực hơn một chút. Ngài Phật Di Lặc đang ngồi trên một chiếc gì đấy, một chiếc chính tiền vàng như là một chiếc thuyền luôn, cao 43, ngang 48 và chiều sâu là 30. Tác phẩm này thì em trai đang giao lưu là 18.500.000 đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc. Như anh chị đang được nhìn thấy đây thì hình tượng của ngài Phật Di Lặc vẫn là dáng thế ngồi và đục hai em nhỏ tiểu đồng. Đấy, một em nhỏ tiểu đồng thì đang ngồi ở viền cái phần chữ tiền vàng đây, còn một em nhỏ tiểu đồng thì đang bám víu vào vai của cụ Di Lặc rất là đẹp, có cả linh vật rơi phong thủy này, có cả linh vật cụ thiềm thừ phía sau. Và điều quan trọng nhất vẫn là thần thái diện mạo của ngài Phật Di Lặc đấy ạ. Đấy, từ cặp lông mày của ngài này cho tới ánh mắt vui tươi, nụ cười hoan hỉ, đấy, khuôn diện của ngài thì vô cùng là phúc hậu rồi. Và em còn làm đó là chuỗi vòng tràng hạt đây đang đeo trên cổ của ngài, từng viên vòng tràng hạt thôi thì bên em cũng đã chặt tỉa tròn đều, rất là đẹp các bác nhá. Và kèm thêm đó là một chữ khánh mang lại bình an và may mắn, vẫn là một viên ngọc. Và bên này nữa này, các bác nhìn ngắm cho em trai như là đá ruby luôn, nhìn rất là đẹp các bác nhá. Và chất vân chất gỗ cho mỗi tác phẩm này thì lưu kín phía bằng trước rồi, rất là đều nhau. Tổng chiều cao tác phẩm là 43, chiều ngang là 48 và chiều sâu là 30. Em đang giao lưu tác phẩm chỉ là 18.500.000 đồng thôi. Anh chị nào mà quan tâm, mong muốn sở hữu tác phẩm thì có thể kết bạn Zalo, em gửi thêm hình ảnh tứ diện để các bác mình cùng nhìn ngắm kỹ trước khi sở hữu tác phẩm này. Và qua tác phẩm mang mã số 02, đến với một mẫu tác phẩm mang mã số 03. Và tác phẩm này thì bên em đục theo dáng của ngài là dáng thế đứng và năm em nhỏ tiểu đồng đại diện cho phúc lộc thọ thăng linh, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10 đang lô đùa xung quanh ngài Phật Di Lặc, mong muốn là con đàn cháu đống và cũng như là ấm no hạnh phúc. Tổng chiều cao thành phẩm xong rồi vẫn còn cao lên tới là 56, chiều ngang 51 và chiều sâu 24. Bên em bố trí từng cái chi tiết rất là hài hòa, cân đối và tỷ lệ của tác phẩm rất là hài hòa các bạn nhá. Năm em nhỏ tiểu đồng có cả nghê này, đấy, và cũng như là có cả củ nhân sâm nữa, có cả linh vật cụ thiềm thừ, đấy, hai linh vật thiềm thừ luôn, và có cả bao tiền vàng. Và ngài thì đang vác một cành đào tiên trên vai đây, những trái đào tiên thì cũng đã chín căng mọng rồi, từng trái đào tiên này cho tới phần hoa, đấy, bông hoa đào thì bên em đục hoa đào năm cánh đều như một luôn, rất là đẹp. Em nhỏ tiểu đồng này thì vô cùng là tinh nghịch này, đấy, còn cầm cả một cái giải đèn lồng nữa, rất đẹp các bạn nhá. Và tác phẩm này em đang giao lưu với mức giá chỉ là 24 triệu đồng và bên em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc. Mẫu này em làm kinh bong huyết dài.
Đấy, em có thể di chuyển tay vào cái phần kinh bong này, các bác mình có thể ở nhìn thấy ạ. Làm kinh bong như thế này thì sẽ tốn nhiều công hơn rất là nhiều. Và trên cái dòng gỗ hương ngọc am lại còn có cái mùi hương thơm của cái dòng gỗ ngọc am này, đượm tinh dầu rất là ngọt ngào các bác nhá. Và tiếp đến sang tác phẩm cuối cùng, và tác phẩm này mang mã số là 04 với dáng kiến đứng bức này cao nhất. Đấy, nhưng mà bề ngang thì nó sẽ không được lợi thế như những bức kia. Tác phẩm này của bọn em thì có tổng chiều cao là 68, chiều ngang 32 và chiều sâu là 17. Em đang giao lưu tác phẩm này chỉ là 13.500.000 đồng thôi. Đấy, cùng với cả mức giá của tác phẩm ngồi ban đầu các bác nhá. Đấy, và đây phía dưới thì ngài đang đứng ở trên phiến đuôi đá này. Đấy, đục lên tới là 2 em nhỏ tiểu đồng, và với dáng thế đứng của ngài ung dung khoan thai và tự tại. Và em sẽ quay đến diện của ngài để các bác mình cùng nhìn ngắm ạ. Đây, thần thái của ngài đấy ạ. Và diện của ngài là bên em đục theo ngài Phật Di Lặc theo núi Đài Loan các bác nhá. Đấy, cho nên là lông mày là bên em không tỉa này, rất đẹp luôn. Mỗi khuôn diện của ngài thì bên em đục theo cái dáng thế khác nhau để các bác mình dễ dàng lựa chọn, làm sao lựa chọn được một trong những tác phẩm về và phù hợp nhất, và đặc biệt hơn nữa, quan trọng nhất là cân đối cho em về không gian chung kê và tài chính của mình, làm sao để sở hữu cho mình một mẫu tác phẩm đẹp. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho toàn thể các bác nhà mình đó là 4 mẫu tác phẩm ngài Phật Di Lặc trên dòng gỗ hương ngọc am rất là quý hiếm và có mùi thơm. Anh chị mà đang quan tâm một trong 4 mẫu tác phẩm, hoặc có thể hữu duyên liền một lúc 4 mẫu tác phẩm, thì em trai cũng sẽ có một mức giá dao động thật là êm ái để các bác mình cùng hữu duyên. Anh chị nào mà quan tâm thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp qua cho bên em hai đầu số hotline 0789336318, đó là số điện thoại cầm trang Phạm Hoàng, còn 0981336318, đó là số điện thoại cầm trai Cường ở phía sau các bác nhá, để bên em có thể gửi thêm hình ảnh và tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bác nhìn rất là nhiều. Xin chào ạ.